Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi một tin tức từ trang tin từ nước ngoài. Đây là trang CNN. Với một tiêu đề là dự đoán giá mạng Pi năm 2024. Pi là gì? Mặc dù đã được ra mắt vào tháng 3 năm 2019 nhưng đồng Pi của Pi Network vẫn chưa có mặt trên thị trường mở. Hiện chưa có ngày ra mắt mainnet của nền tảng này. Pi được khai thác bằng cách nhấn nút trên ứng dụng điện thoại di động. Hơn 4 năm sau khi được công bố lần đầu tiên, tiền điện tử P-Network được chào hàng nhiều vẫn chưa có sẵn trên thị trường mở. Tuy nhiên, mặc dù vậy, đồng tiền này vẫn là một trong những loại tiền điện tử được thảo luận sôi nổi nhất hiện nay. Đây không phải là một kỳ tích đáng kể đối với một thứ không có bất kỳ loại giá trị thị trường thực tế nào. Mặc dù năm nay đã chứng kiến một cuộc thi hackathon ca thông và sự ra mắt của không gian xã hội trực tuyến, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy liệu mọi người có thể mua, bán và giao dịch đồng Pi hay không. Vào cuối năm 2023, Pi gợi ý rằng họ có thể ra mắt mạng chính mở vào năm 2024 nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Pi Network đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Nhưng mạng Pi là gì? Mạng Pi hoạt động như thế nào? Chúng ta hãy xem những gì chúng ta có thể tìm và cũng thể kiểm tra một số dự đoán giá của Pi Network đã được đưa ra kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2024. Giải thích về mạng Pi, trong thế giới tiền điện tử, một trong những cách kiếm tiền phổ biến nhất là khai thác tiền điện tử. Trong trường hợp của những đồng tiền như Bitcoin, liên quan đến việc giải một bộ phương trình toán học ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, có một vấn đề với điều này. Vì các phương trình ngày càng khó giải nên chúng đòi hỏi nhiều sức mạnh tính toán hơn. Khi mọi thứ trôi qua và thời gian trôi qua, Việc khai thác vượt xa tầm tay của hầu hết mọi người và cũng gây thiệt hại cho môi trường. Mạng Pi là một nền tảng tiền điện tử nhằm mục đích làm cho việc khai thác tiền điện tử trở nên đơn giản. Thay vì phải giải các phương trình một cách phức tạp, mọi người chỉ cần nhấn vào các nút trên ứng dụng điện thoại di động để khai thác mã thông báo gốc của hệ thống được gọi là Pi. Các học giả người Mỹ, Nicolas Kokalis và Cheng Zeofan của Đại học Stanford đã thành lập mạng Pi vào năm 2018. Nó chính thức ra mắt vào ngày 14 tháng 3, còn gọi là ngày số Pi vào năm sau. Trong mạng Pi có 4 loại người dùng: những người tiên phong khai thác tiền xu, những người đóng góp cung cấp cho mạng, danh sách người dùng đáng tin cậy, các đại sứ đưa người dùng mới vào mạng bằng mã giới thiệu và các nút cung cấp sức mạnh tính toán bằng máy tính ở nhà của họ. Pi trải qua quá trình hô vinh định kỳ để đảm bảo sự khan hiếm của nó. Giảm một nửa đề cập đến việc giảm một nửa số lượng tiền mà người khai thác nhận được để xử lý các giao dịch mới. Điều này thường xảy ra khi nó đạt đến một cột mốc cụ thể. Tốc độ khai thác Pi ban đầu giảm một nửa từ 1,6 Pi xuống 0,8 Pi mỗi giờ khi số lượng người dùng đạt 100.000 nó lại giảm một nửa xuống còn 0,4 pi mỗi giờ ở mốc 1 triệu người dùng và một lần nữa xuống 0,2 pi mỗi giờ khi có 10 triệu người dùng. Những phần thưởng này tiếp tục giảm một nửa cuối cùng về không khi mạng đạt 1 tỷ người dùng. Tin tức mạng pi mới nhất, tính đến tháng 3 năm 2023 đã có hơn 30 triệu người đăng ký nền tảng này. Tháng đó, những người đứng sau hệ thống này đã tổ chức một cuộc thi hackathon vào cuối tháng 5. Pi đã ra mắt diễn đàn Fireside, một nền tảng xã hội Web3 thực sự nhằm thúc đẩy tính xác thực. Các cuộc trò chuyện mang tính xây dựng và các tương tác xã hội trực tuyến lành mạnh hơn bằng cách tích hợp tốc cần vào cốt lõi của các tương tác xã hội. Đến tháng 9, nền tảng này đã ra mắt chương trình Đại sứ Nhà Phát triển nhằm thu hút nhiều người hơn xây dựng các ứng dụng phi tập trung đáp trên hệ thống. Vào cuối tháng 10, nền tảng này đã tung ra bản cập nhật được thiết kế để hiển thị ứng dụng của bên thứ ba nào đã được xác minh và phê duyệt. Tin tức đến sau buổi ra mắt của Stake DM, một chương trình cho phép các thành viên mạng gửi tin nhắn bằng cách đặt cược Pi. Vào tháng 12, Pi đã ra mắt sự kiện thương mại điện tử mới nhất của mình, PiFed. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu nào về ngày ra mắt tích hợp cho mạng chính Pi Network mặc dù lộ trình của nền tảng cho thấy điều đó có thể xảy ra trong năm nay. Tuy nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào việc chuẩn bị mạng mở của nó đã hoàn tất. Nó đạt được mức độ xác minh cụ thể, không xác định. Về biết khách hàng của bạn, KIC đối với người dùng và các điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi, điều đáng chú ý là coi market cap có giá pi lý thuyết là khoảng 33,45 đô dựa trên giá trị IOU vào ngày 2 tháng 1. Điều này có ý nghĩa là không có giá pi chính thức, không nên nhầm lẫn pi với mã thông báo Pinwork DeFi. Loại tiền điện tử này dựa trên chuỗi Binance và giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung PancakeSwap CAKE. Dự đoán giá mạng pi như đã nói và làm xong, chúng ta hãy xem xét một số dự đoán về giá của Pinwork được đưa ra vào ngày 2 tháng 1 năm 2024. VP chưa có trên thị trường mở, nên bạn nên nhận ra rằng theo định nghĩa, những dự báo này thậm chí còn mang tính suy đoán nhiều hơn bình thường. Dù sao đi nữa, hầu hết các dự đoán về giá đều sai. Điều đáng lưu ý là nhiều dự đoán giá tiền điện tử dài hạn hơn được thực hiện bằng thuật toán, nghĩa là chúng có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Dự đoán giá Piniwork ngắn hạn: Thứ nhất, Coi Codex đã đưa ra dự đoán giá ngắn hạn giả định của Pinwork cho năm 2024, chứng kiến giao dịch tiền xu vẫn chưa được phát hành ở mức 34,59 đô la vào ngày 7 tháng 1 trước khi đạt 37,85 đô la vào ngày 1 tháng 2. Phân tích kỹ thuật của trang web là giảm giá với 14 chỉ báo gửi tín hiệu đáng nản lòng và 10 chỉ báo tăng giá. Dự đoán giá Pinwork dài hạn Tiếp theo, Digital Coin Price đã đi xa đến mức đưa ra mức giá thực tế của Pinewood là 33,31 đô la. Không rõ nó lấy thông tin này từ đâu và liệu nó có nhầm lẫn Pi với Pinewood DeFi tốc cần hay không. Dù sao đi nữa, dự đoán giá Pi của trang web khá lạc quan, cho thấy rằng nó sẽ có giá trị 69,2 đô trong năm nay, 84,57 đô vào năm tới và 110,54 đô vào năm sau đó. Trang này cho biết đến năm 2027, Pi có thể giao dịch ở mức 148,66 đô la, trước khi kết thúc tập kỷ ở mức 170,68 đô la. Sau đó, trang web này đưa ra dự đoán giá Pi cho năm 2030 là 239,42 đô la và tiếp tục nói rằng nó sẽ đạt 643,78 đô la vào năm 2033. Trong khi đó, Price Prediction Net cũng rất lạc quan về mặt dự đoán giá Picoin. Trang web cho biết tiền điện tử sẽ có giá trị 48,89 đô trong năm nay. Nó có dự đoán giá Pinwork cho năm 2025 là 68,99 đô. Tiếp tục họ cho biết Pi sẽ đạt 145,64 đô vào năm 2027 và sẽ đứng ở mức 205,52 đô vào năm 2028. Đến năm 2029, đồng tiền này được dự đoán sẽ giao dịch ở mức 295,75 đô la. Trang web cho biết họ sẽ bắt đầu thập kỷ mới ở mức giá 417,34 đô. Sau đó, nó đưa ra dự đoán giá bằng pi dài hạn cho biết nó sẽ ở mức 15.474,65 đô vào năm 2040 và 22.586,40 đô vào năm 2050. Cuối cùng, Wallet Investor đã đưa ra dự đoán giá tiền điện tử Pinwork khá lạc quan, đưa ra mức giá giả định hiện tại hoặc có thể kết hợp Pinwork The Phi Token là 33,43 đô. Pi cho biết có thể đạt 48,57 đô vào năm 2025 và 120,71 đô sau 5 năm. Mạng Pi có phải là một khoản đầu tư tốt không? Thật khó để nói Pi là một khoản đầu tư tốt, đơn giản vì bạn không thể đầu tư vào thứ mà người ta không thể mua bán hoặc giao dịch. Một người hoài nghi có thể lập luận rằng 4 năm sau khi ứng dụng ra mắt điều đó có thể không bao giờ xảy ra. Nếu bạn muốn có một cái nhìn bao dung hơn, rất nhiều điều sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Nếu và khi mạng chính được ra mắt, Pi chắc chắn đã khiến cả thế giới tiền điện tử phải ban tán. Nếu nó được tung ra thị trường mở, đó là một sự kiện lớn, Vấn đề là hiện tại không ai biết khi nào điều đó có thể xảy ra. Pinewood sẽ tăng hay giảm? Đây là một câu hỏi khác không ai biết câu trả lời chính xác. Ngay cả các trang web dự đoán giá thông thường cũng đưa ra đánh giá giả định về mức giá giả định. Tuy nhiên, một điều chúng ta có thể nói là giá tiền điện tử và có thể tăng hoặc giảm. Hãy chắc chắn để thực hiện nghiên cứu của bạn. Tôi có nên đầu tư vào Pinewood hay không? Một lần nữa, tại thời điểm viết bài ngày 2 tháng 1 năm 2023, chúng tôi không thể nói liệu bạn có nên đầu tư vào PA không đơn giản vì bạn không thể đầu tư vào Pi nếu và khi Pi được tung ra thị trường mở một cách hợp lý bạn sẽ cần phải nghiên cứu trước khi đầu tư và không bao giờ đầu tư nhiều tiền hơn mức bạn có thể chấp nhận để mất